công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non Nước Cao Bằng nằm ở miền đất địa đầu phía Bắc Việt Nam, cách Hà Nội khoảng 300 km, diện tích hơn 3.600 km2, bao gồm toàn bộ diện tích của thành phố Cao Bằng, các huyện Quảng Hòa, Trung Khánh, Hạ Lang và một phần diện tích các huyện Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Thạch An. Đây là nơi sinh sống của các dân tộc như Tây Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non Nước Cao Bằng là một miền đất hiếm có, nơi bạn có thể tìm hiểu lịch sử trên 500 triệu năm của trái đất qua các dấu tích còn lại ở đây. Các hóa thạch trầm tích biển, đá núi lửa, khoáng sản, đặc biệt là các cảnh quan đá vôi là những minh chứng tuyệt vời cho sự tiến hóa và thay đổi của trái đất, xứng đáng là những di sản địa chất đặc sắc. Từ các nhà địa chất từ trước đến giờ và kể cả chúng tôi gần đây thì phát hiện ra rất nhiều địa điểm, trong đó có những cái di tích hóa thạch cổ sinh. Thí dụ như là cung đá, thí dụ như là san hô hay là trùng lỗ, rồi trùng thoi, rồi là rất là nhiều các thứ khác. Trong đó thì có cung đá. Mà cung đá thì như chúng ta biết ấy, nó là một cái loại sinh vật cổ đã từng sống ở dưới biển, sống trong các đại dương. Và theo các nhà địa chất Việt Nam thì cái cung đá mà ở Lũng Muông ấy là được định tuổi là khoảng 260 triệu năm. Và cái điều đấy thì có nghĩa rằng là khoảng 260 triệu năm trước thì cái khu vực này đã từng là biển. Lịch sử địa chất phát triển rất lâu dài, đa dạng, phức tạp đã dẫn đến kết quả ở Cao Bằng có nhiều loại đất đá, nhiều kiểu địa hình khác nhau, trong đó có 200 điểm di sản địa chất và hệ thống trên 200 hang động, trong đó khoảng 50 hang động có thể xếp vào hang động cấp quốc gia. Chính sự đặc sắc của địa chất đã tạo nên cảnh quan núi đá với trùng điệp, thung lũng, hang động, thác nước, những dòng sông, hồ nước xanh ngát, tạo nên sự độc đáo hiếm có của công viên địa chất Non Nước Cao Bằng. Không chỉ có các giá trị địa chất độc đáo, đây còn là vùng đất có bề dày văn hóa lịch sử. Cuối thế kỷ thứ 16, nhà Mạc chọn Cao Bằng là nơi đóng đô và kéo dài hơn 80 năm. Cao Bằng còn là cái nôi của cách mạng Việt Nam với nhiều địa danh đã đi vào tâm thức của mỗi người dân đất Việt, ghi dấu cho một thời kỳ lịch sử cách mạng hào hùng. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cao Bằng cũng chính là nơi ra đời của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh do Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp thành lập vào ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo. Trong chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950, hình ảnh Bác Hồ tại đỉnh núi Báo Đông, huyện Thạch An đã làm nức lòng chiến sĩ và nhân dân cả nước. Nói đến sự đa dạng của các dân tộc, điều có thể dễ dàng phân biệt dân tộc này với dân tộc khác chính là những bộ trang phục truyền thống. Trang phục phổ biến nhất là sắc chàm, tự dệt, tự nhuộm của đồng bào Tài Nùng, nhưng đa sắc màu nhất lại là của người Dao hay chiếc váy xòe của người Mông. Những nghi thức truyền thống được người dân gìn giữ từ đời này qua đời khác là một phần trong đời sống tâm linh của họ. Thêm vào đó, người Cao Bằng rất coi trọng các lễ hội như lễ hội mời mẹ trăng của người Tày hay hội pháo hoa ở Quảng Hòa là một phần không thể thiếu khi nói đến văn hóa nơi đây. Những làng nghề thủ công truyền thống ở miền Non Nước này đã được hình thành từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 16, tập trung theo từng nhóm dân tộc, nghề rèn ở Phúc Sen, làm hương ở Phía Tháp, làm giấy bản ở Quốc Dân, làm ngói máng ở Tự Do, nghề làm đường phên thủ công ở Bó Tờ, Quảng Hòa vẫn được duy trì khá tốt, là bản sắc, là câu chuyện văn hóa thu hút du khách khi đến trải nghiệm.
Cao Bằng có diện tích rừng lớn, chiếm hơn một nửa diện tích tự nhiên toàn tỉnh, bao gồm 5 hệ sinh thái rừng khác nhau, trong đó chứa đựng nhiều gen động thực vật quý hiếm, nhiều loài mang giá trị quốc tế. Nổi tiếng nhất phải nói đến vườn quốc gia Phía Oắc Phía Đén, nơi có nhiều kỳ hoa dị thảo. Nhiều động thực vật được ghi danh trong danh mục các loài cần được bảo vệ khẩn cấp. Đây được coi là lá phổi xanh của Cao Bằng, nằm trong tiểu vùng khí hậu ôn đới đặc biệt, quanh năm mát mẻ, mùa đông có băng tuyết, là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách. Với những giá trị vô cùng độc đáo đó, Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng đã xây dựng 4 tuyến tham quan trải nghiệm cho du khách khám phá theo chủ đề. Tuyến trải nghiệm phía Bắc, hành trình về nguồn cội với những giá trị về lịch sử. Tuyến trải nghiệm phía Đông, trải nghiệm văn hóa bản địa ở xứ sở thần tiên, nơi bạn có thể chìm đắm trong các bản làng và hòa cùng nhịp sống yên bình của bà con nơi đây. Tuyến trải nghiệm phía Tây, khám phá Phía Oắc, vùng núi của những đổi thay, sẽ cho bạn đầy bất ngờ trước kiểu khí hậu ôn đới mát mẻ và cảnh quan rừng nguyên sinh độc đáo. Tuyến trải nghiệm phía Nam, một thời hoa lửa, sẽ đưa bạn đến với những giá trị địa chất lịch sử gắn liền với các di tích quốc gia đặc biệt và tìm hiểu nhịp sống của bà con trong thời đại mới. Trong suốt 9 năm qua, Ban Quản lý Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng đã có nhiều hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng, kết nối hệ thống đối tác, hỗ trợ người dân làm du lịch, đa dạng hóa nhiều sản phẩm du lịch phục vụ du khách. Từ khi có bên Công viên Địa chất đấy thì là hình ảnh quảng bá trên tất cả trong nước cũng như nước ngoài thì họ tìm đến để mua sản phẩm của tôi rất là nhiều. Đấy là từ đấy là cơ sở tôi thì cũng dần dần ngày càng phát triển lên. Mỗi tháng là có hơn 500-600 lượt khách đến đây họ tìm mua sản phẩm mà cũng là để trải nghiệm ấy, rất là đông. Trong đợt tái thẩm định lần đầu tiên vào năm 2023, Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng đã đạt số điểm rất cao, được chuyên gia UNESCO đánh giá là mô hình tiêu biểu cho các công viên địa chất khác học tập. Cao Bằng, UNESCO Global Geopark. First, the team, the staff team. Điều đầu tiên và cũng là điều tôi ấn tượng nhất là đội ngũ ban quản lý trẻ trung, có năng lực chuyên môn, có đam mê, nhiệt huyết và rất năng động. Qua các hoạt động đã triển khai liên quan đến bảo tồn, phát triển, sự tham gia của các đối tác, sự năng động của các trường học, sự tham gia của người dân tộc thiểu số trong các hoạt động của Công viên Địa chất, họ đã cho thấy sự tự hào khi là một phần của Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO. Tất cả những điều này tạo nên một món ăn đầy hương vị. Cho phép tôi được so sánh như vậy, cho thấy chúng tôi đang ở một vùng đất rất sôi động, trong đó có nhiều lĩnh vực có thể hoặc cần phải là ví dụ điển hình cho các công viên địa chất khác trong mạng lưới. Với tất cả những yếu tố kể trên, sự nỗ lực của chính quyền các cấp, Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng đã giành quyền đăng cai hội nghị quốc tế lần thứ 8 của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu khu vực châu Á, Thái Bình Dương đầy vinh dự. Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á, Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại Cao Bằng từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 9 với chủ đề Cộng đồng địa phương và phát triển bền vững trong vùng công viên địa chất. Hội nghị dự kiến có khoảng 800 đến 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Hội nghị là sự kiện quan trọng để các thành viên của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các nhà nghiên cứu, quản lý, các học giả đến từ các nước thành viên có cơ hội được gặp gỡ, kết nối, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm để không ngừng hoàn thiện công tác xây dựng, vận hành và phát huy vai trò công viên địa chất toàn cầu gắn với các mục tiêu phát triển bền vững. Chúng tôi cho đây là một cái cơ hội rất là tốt để chúng ta quảng bá về đất nước nói chung và đặc biệt về Cao Bằng nói riêng. Không phải chỉ riêng cái vấn đề công viên địa chất mà còn là một dịp để chúng ta giới thiệu về văn hóa, về lịch sử, về truyền thống của các dân tộc anh em. Thì 2 năm vừa qua thì tỉnh đã có thể nói là rất tích cực và rất là chủ động trong cái công tác chuẩn bị và đặc biệt là trong cái phối hợp với Bộ Ngoại giao từ khâu nội dung, lễ tân, hậu cần, rồi an ninh, rồi y tế v.v. Thì tôi thấy là đánh giá rất là cao cái công tác tổ chức của Cao Bằng.
tỉnh Cao Bằng đang thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo đầy đủ, chu đáo về công tác đón tiếp, phục vụ đại biểu dự hội nghị, triển khai tập huấn cho đội ngũ tình nguyện viên, giáo viên tiếng Anh, các đối tác, nhà hàng, khách sạn và các nhân lực tham gia phục vụ hội nghị. Công tác an ninh an toàn được đặt lên hàng đầu, tất cả đã sẵn sàng đăng cai hội nghị quốc tế. Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là qua hội nghị lần này sẽ giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước về một thương hiệu du lịch mới, thương hiệu du lịch của Cao Bằng để mang tầm cỡ quốc tế, với một cái mong muốn là Cao Bằng luôn luôn sẵn sàng hội nhập và phát triển mạng lưới công viên địa chất theo mô hình công viên địa chất toàn cầu của UNESCO. Rồi đồng thời cũng sẽ giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Cao Bằng tươi đẹp, thân thiện, mến khách và sẵn sàng mở rộng vòng tay đón bạn bè quốc tế đến với tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới. Hội nghị APGN 8 không chỉ là sự kiện của riêng tỉnh Cao Bằng mà còn là ngày hội của các địa phương đang sở hữu danh hiệu UNESCO, qua đó góp phần định vị vị trí của Cao Bằng nói riêng và của Việt Nam nói chung trên bản đồ di sản thế giới. Đây vừa là cơ hội để tăng cường kết nối hợp tác quốc tế, vừa là dịp quảng bá đưa các địa phương Việt Nam ra thế giới và đưa thế giới đến gần hơn với Việt Nam. Cao Bằng đã sẵn sàng chào đón các đại biểu về dự hội nghị và khám phá vùng đất kỳ diệu này.